Đấy. Bước đi, đừng. Bước sang bên phải dễ hơn. Bên phải này là dễ hơn. Không ai ngâm chân không? Thời gian đang rảnh đấy. Xuống đây ngâm chân, nước sâu này. Rồi xuống ngâm chân, mọi người ngâm chân đi, thoải mái mà. Hình như chưa đến 12 giờ sao ấy.